mấy anh chị vui vẻ, hòa đồng, tình cảm. Mà thấy anh chị làm hồ sơ nhanh. Mấy anh chị rất là vui, mấy anh chị dễ thương, cảm thấy giống như người một nhà. Em muốn mở rộng tầm mắt của mình hơn, trau dồi khả năng ngôn ngữ, với lại muốn thử trải nghiệm cuộc sống du học sinh là như thế nào trong chuyện tay. Ít khi phải làm cái gì mấy chị phụ làm hết rồi. Cái đường đi qua sân quay là tốt nhất luôn đó. So với lại trường đại học Việt Nam sẽ khó khăn hơn. Mình có người anh, hai người anh học mình đó, có nhờ INS là qua Mã Lai học rồi. Em cũng có qua tham quan trường rồi, em thấy môi trường nó tốt, nền giáo dục nó cũng ổn, lại em thấy trường nó hiện đại, em thích.